Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi Tip and Trick cùng công ty Solin Shop. Thì ở trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái tip để giúp cho các bạn có thể loại bỏ được những cái số 0 phía sau số phẩy khi mà chúng ta lấy dimension cho các cái đối tượng chúng ta. Lẽ ra thì những cái số 0 mà nó nằm sau số phẩy thì nó không có ý nghĩa, thì chúng ta phải đưa về đây là 100, đúng không ạ? Còn ở trường hợp chữ này là 50,005 thì nó phải là hiển thị ở đây. Còn đó thì như các bạn có thể thấy ở trên này đấy, thì chúng ta phải đưa về được cái số đó là 100 này. Còn trên này cái số 5 phía sau nó có ý nghĩa thì nó sẽ đưa về đó là 50.05. Rồi thì là đối với những cái bạn mà thường xuyên làm việc với Trung Quốc, hoặc là mới lúc đầu chúng ta tìm hiểu đến Trung Quốc này, hoặc là mới lúc đầu chúng ta cài phần mềm Trung Quốc, thì thường thì nó sẽ hiển thị những cái thông số số 0 phía sau số phẩy này. Và để làm sao để chúng ta có thể loại bỏ được những cái số 0 này đó. Và như các bạn có thể thấy, nếu như mà chúng ta không loại bỏ những cái số 0 phía sau số phẩy này, nếu như một trường hợp các bạn lấy nhiều cái thông số, nhiều cái dimension ở trên cái bản vẽ chúng ta, thì chúng ta sẽ quan sát cái bản vẽ nó sẽ bị khó khăn hơn, hoặc là nó sẽ bị rối hơn. Rồi ok, để loại bỏ được những cái số 0 phía sau số phẩy này thì chúng ta sẽ vào option. Ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn đến cho mình đó là phần document property. Và trên này các bạn lưu ý cho mình một điều, đó là khi mà các bạn làm việc với số cuộc đó, thì những cái thông số nào bạn muốn chỉnh sửa, hoặc là các bạn gặp những cái vấn đề nào đó, thì các bạn phải biết được cái thành phần này, cái chủ đề này nó là cái thành phần gì, cái chủ đề gì, thì khi đó các bạn tìm ở trong cái phần option này để các bạn có thể khắc phục được cái vấn đề đó một cách rõ ràng hơn. Đó, ví dụ như đây là những cái thông số mà chúng ta lấy kích thước ra thì chúng ta gọi đó là dimension, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào thẻ đó là dimension này. Rồi ở đây thì các bạn muốn loại bỏ các cái thông số này đi, các số 0 phía sau dấu phẩy đi, các bạn chỉ việc là kéo xuống đấy, kéo xuống dưới, và chúng ta sẽ chọn đó là phần dimension. Ở đây thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình đó là remove đi, để chúng ta có thể remove, loại bỏ các số 0 phía sau dấu phẩy mà nó không có ý nghĩa. Và ở đây thì chúng ta sẽ lựa chọn là ok. Đấy, các bạn có thể thấy đó là số 0 phía sau dấu phẩy nó đã bị mất đi rồi, đúng không ạ? Và các trường hợp ví dụ như ở bên cái môi trường bản vẽ cũng vậy, nếu như các bạn lấy cái thông số này ra, lấy cái dimension ra cho cái chi tiết chúng ta, nếu như mà nó có những cái số 0 phía sau số phẩy thì các bạn cũng là làm theo cách tương tự nhé. Rồi ok, như vậy thì mình đã giới thiệu cho các bạn một cái tip mới. Hy vọng với cái tip này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái quá trình để chúng ta làm việc với Solidworks. Nếu như các bạn có những cái câu hỏi hay những cái thắc mắc nào đó liên quan đến Solidworks thì các bạn có thể comment ở dưới video, thì đội ngũ kỹ thuật của Solin Shop sẽ là sẵn sàng hỗ trợ cho các bạn. Ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.